Đổi chết yểu sống lâu hơn. Vào đời Tống, ở chùa Khai Bảo có vị sa môn Thích Huệ Ôn nuôi một đồng tử, nhưng không biết tên là gì. Năm 14 tuổi, thầy tướng Kiện Chân nói rằng là tướng đoạn thọ, sống thêm tháng nữa sẽ không nuôi sống được nữa. Sư nghe vậy, cho đồng tử đó về nhà. Lúc đó trời mưa to, đường không đi được, đồng tử bèn ngủ nhờ ở nhà một họa sư. Thấy bức họa Địa Tạng Bồ Tát, lấy móng tay tập vẽ hình Địa Tạng Bồ Tát trên vách tường. Sau khi trời tạnh mưa, về nhà hơn tháng sau, đồng tử bèn trở lại chùa Khai Bảo. Huệ Ôn rất mừng rằng nay nhân ngày sinh nhật của Kiện Chân, bèn mời Kiện Chân đến gặp đồng tử. Thấy tướng mạo của đồng tử, mạng sống thêm 50 năm, thấy là việc lạ không hiểu tại sao. Đồng tử nói rằng, tôi lấy móng tay vẽ hình Địa Tạng Bồ Tát trên vách. Đêm đó, có một tăng nhân gọi tôi bảo rằng, 50, 50, như vậy 3 lần rồi biến mất. Huệ Ôn và thầy tướng đều lấy làm lạ, về chuyện này từ xưa chưa từng có. Sau này đồng tử đó xuất gia, tỉnh tu lục độ, pháp hiệu là Huệ Tạng Pháp Sư. Ha ha ha,